Hey yo, what's up? Chào mừng mọi người đã trở lại với 2 phút thứ hai hàng tuần. Và tập ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người 6 cái lỗi sai mà người mới thường hay mắc phải. Trong thời gian qua thì mình có dạy khá là nhiều lớp trực tiếp, và đồng thời thì mình cũng có một cái group Zalo để trả lời những câu hỏi của học viên online. Trong quá trình hỗ trợ đấy thì mình nhận ra là có những cái lỗi mà rất nhiều người mắc phải giống nhau, mà chúng ta chỉ cần chỉnh sửa một chút thôi là video chúng ta sẽ ngay lập tức trở nên hấp dẫn hơn, đẹp hơn. Và chúng ta sẽ cùng đi ngay vào cái lỗi đầu tiên, đó chính là ánh sáng. Ánh sáng với mình là một trong những thứ quan trọng nhất để có được một video đẹp. Tuy nhiên thì với những người mới, họ lại rất ít để tâm đến ánh sáng và họ chưa có nhiều kiến thức về ánh sáng như thế nào cho là đẹp. Mình thấy có một câu hỏi rất phổ biến, đó là mọi người hay hỏi mình làm sao chỉnh màu đẹp như cái kênh thần tượng của mọi người. Tuy nhiên thì mọi người lại bị quên mất một cái, đó là để mà chỉnh màu được đẹp như thế thì trước hết là cái concept và ánh sáng của chúng ta phải giống như vậy đã. Nếu mà ánh sáng của mọi người đẹp thì dù mọi người sử dụng một chiếc máy quay tầm trung, giá tiền thấp thôi, mọi người vẫn có thể quay đẹp được. Còn nếu chúng ta sử dụng một chiếc máy đắt tiền hàng trăm triệu như thế này mà mọi người sử dụng những ánh sáng xấu thì dù làm thế nào chúng ta không bao giờ có thể quay đẹp được cả. Đây là minh họa của việc mà dù con máy 100 triệu nhưng mà với ánh sáng xấu. Đó, mọi người thấy là khi mà mình tắt bớt những đèn đi, thực ra đây mình vẫn còn để cái đèn máy tính này, đèn Mint Travel này và quả cầu trang trí này, thì trông background nó vẫn còn hấp dẫn một chút. Chứ nếu mà mình tắt hết tất cả đi thì thực sự là background mình trông nó sẽ rất xấu và nhàm chán. Và bên cạnh đó, khi mà ánh sáng, mọi người luôn luôn phải nhớ tư duy đó là chủ thể của chúng ta sẽ phải sáng hơn background. Ví dụ như đây mình không sử dụng đèn thì mọi người sẽ thấy là gần như ánh sáng của mặt mình và cái ánh sáng đằng sau nó sẽ gần như là giống nhau, và mặt của mình sẽ bị chìm vào cái background đằng sau. Nhưng mà nếu mà mọi người chỉ cần đánh sáng lên thì ngay lập tức là chủ thể của mình sẽ được nổi bật hơn và nó tách biệt ra khỏi background, khiến khung hình chúng ta có chiều sâu hơn rất là nhiều. Mọi người có thể tham khảo rất nhiều video trên kênh mình đã chia sẻ về ánh sáng rồi nhé. Và đến với sai lầm thứ hai, đó là sai về cân bằng trắng. Hiểu một cách đơn giản là giả sử trong khung hình của mọi người có một cái đồ vật gì đó màu trắng chẳng hạn, và khi chúng ta quay lên thì cái màu trắng đó nó thực sự là màu trắng, chứ nó không bị ám vàng hay là nó bị chuyển thành ám xanh, thì đấy là cân bằng trắng đúng. Và việc cân bằng trắng đúng nó sẽ là cái nguồn gốc, nó là cái căn bản để giúp mọi người có một màu sắc đẹp, có một video đẹp. Mình thấy rất nhiều bạn bị lỗi là, thứ nhất, các bạn hay để auto white balance, nghĩa là mọi người để tự động cân bằng trắng trong máy ấy. Cái việc mà tự động cân bằng trắng nó có cả cái lợi và nó có cả cái hại. Cái lợi ở đây là sao? Là khi mà mọi người quay những cái như là chúng ta quay sự kiện kỷ yếu này, mà chúng ta phải thay đổi môi trường liên tục, mọi người cứ vào rồi ra những cái môi trường ánh sáng khác nhau, thì cái tự động cân bằng trắng nó sẽ giúp chúng ta là đơn giản hơn trong quá trình quay phim và chúng ta không phải chỉnh nhiều. Tuy nhiên thì nếu mà mọi người muốn chỉnh cho video của mình được thật là đẹp, thật là hấp dẫn, thì chắc chắn là cái việc tự động cân bằng trắng lúc nào nó cũng có khả năng bị sai. Và thường là cá nhân của mình, những cái job nào mà mình thấy quan trọng, mình đều tự chỉnh cái cân bằng trắng hết. Ở điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn như là ánh sáng mặt trời thì thường là nhiệt độ màu sẽ dao động từ 5200K đến 5600. Còn nếu mà ở những nơi mà có ánh sáng vàng như ánh sáng nến này, ánh sáng đèn vàng này, mình sẽ thường chỉnh nhiệt độ K từ 3200 cho tới 4000. Và những nơi mà mọi người thấy là ánh sáng chúng ta bị ám xanh, nó bị lạnh ấy, thì thường mình sẽ chỉnh nó dao động tầm khoảng 6000 gì đó. Thì cái đó nó không có một công thức cụ thể nào cả, mà mọi người cứ ước lượng quanh quanh cái con số đấy, xem là khi nào màu trắng chúng ta chuẩn, màu trắng nhất thì là chính xác. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp mà chúng ta không chỉnh nhiệt độ K cho nó màu trắng, chuẩn về màu trắng. Giả sử như không gian đấy chúng ta thể hiện là đúng là nơi đó có ánh sáng lửa này, ánh sáng vàng nó chiếu vào, khiến không gian nó có một màu vàng ấm áp ấy, thì mình vẫn sẽ giữ cái môi trường nó như thế. Hoặc là một số không gian mình muốn thể hiện là nơi đó nó rất là lạnh, mình vẫn sẽ giữ cái nhiệt độ màu của nó hơi lạnh lạnh một chút. Đó, thì đấy là những cái trường hợp mà khi mọi người thực sự hiểu rõ và mọi người biết là lúc đó thì mình dùng những cái tông màu sáng tạo. Còn lại thì để mà chỉnh màu dễ nhất thì đa phần các trường hợp mình đều sử dụng nhiệt độ K chuẩn. Cái lỗi số 3 đó là mọi người làm sai về frame rate. Có thể thứ nhất là mọi người quay sai này, và thứ hai nếu mà mọi người quay đúng rồi nhưng mà về nhà phần mềm mọi người edit sai thì nó cũng sẽ khiến cho bộ phim chúng ta bị sai frame rate. Hầu hết các bộ phim chiếu rạp được quay ở 24fps, nghĩa là 24 khung hình trên 1 giây. Nếu mà mọi người muốn làm slow motion thì mọi người sẽ cần phải quay dư ra số frame, ví dụ như là ở 60fps hoặc 120fps. Và khi đó, khi mà chúng ta có dư nhiều khung hình
thì chúng ta về nhà chúng ta làm hiệu ứng slow motion ấy thì nó mới không bị giật. 24fps tức là 24 khung hình một giây là cái frame chuẩn mà mắt người nhìn thấy được. Và các bộ phim thường luôn luôn quay ở 24fps để làm sao giúp cho chúng ta cảm nhận cái bộ phim đấy nó giống với đời thật nhất, giống với những gì mà mắt người nhìn được nhất. Có một công thức căn bản trong quay phim, đó là số FPS của mọi người sẽ luôn luôn phải gấp đôi tốc độ chúng ta khi quay. Giả sử như mọi người quay 24fps đúng không, thì tốc của chúng ta sẽ phải là 1/48, và máy ảnh thì đa phần là chúng ta sẽ sử dụng thông số là 1/50, hoặc là nếu mà chúng ta quay 60fps chẳng hạn thì tốc của chúng ta sẽ phải là 1/120, và máy ảnh thì thường nó sẽ có thông số là 1/125. Chúng ta luôn luôn phải quay gấp đôi tốc như thế thì nó mới đúng được cái motion blur. Motion blur hiểu một cách đơn giản ấy, đó là khi mà mình vẫy tay như này, mắt chúng ta sẽ nhìn thấy là cái tay của mình nó bị mờ đúng không? Nhưng mà nếu mà mọi người quay sai tốc, giả sử là mọi người quay dư tốc chẳng hạn, tốc quá cao, thì khi mà mình vẫy tay ấy, thì tay của mình sẽ bị khựng. Còn nếu mà khi mà mình quay tốc nó thấp hơn công thức chuẩn kia ấy, thì toàn bộ những chuyển động của mình nó sẽ bị nhòe. Cái sai lầm số 3 đó là mọi người chọn lens sai, chọn tiêu cự ống kính sai khi mà chúng ta đi quay. Thì giả sử như là mình quay những cái khung cảnh rộng như là bất động sản này, quay kiến trúc này, thì thường mình sẽ sử dụng những tiêu cự như là 16-35 hoặc là tiêu cự 24mm. Thì đây là những cái tiêu cự mà nó rất phù hợp, nó thể hiện được cái bối cảnh chúng ta rất là rộng. Tuy nhiên có một nhược điểm của những cái tiêu cự này, nó sẽ khiến mặt của chúng ta rất là méo. Thế nên nếu mà mọi người sử dụng những cái tiêu cự rộng như thế này và chúng ta đi quay chân dung, đặc biệt khi mà mọi người càng quay cận vào ấy, thì chúng ta càng cảm nhận được là mặt của chúng ta sẽ bị méo. Trừ khi là mọi người đi quay fashion và muốn chúng ta có những cái look, có những cái khung hình trông nó lạ, trông nó đặc trưng ấy, thì mọi người có thể sử dụng những góc rộng như thế này. Còn lại thì đa phần để mà khung hình mình được đẹp nhất thì mình thường sẽ sử dụng tiêu cự từ tầm 35 trở lên. 35 cho tới 85 là những cái tiêu cự mà mình hay sử dụng để quay chân dung. Mình sẽ cho mọi người thấy sự khác biệt khi mà đây là một góc quay mà mình quay ở góc rộng này, và đây là góc quay khi mình quay góc tele. Thì mọi người sẽ thấy là quay góc rộng mặt mình trông sẽ rất là méo. Ngoài ra cái việc chọn tiêu cự thế nào ấy, nó còn liên quan đến việc là bạn muốn sắp xếp cái background ở đằng sau nó như thế nào nữa. Nếu mà mọi người muốn lấy bối cảnh đằng sau nó rất là rộng thì chúng ta thường sẽ lấy những ống kính góc rộng. Ngoài ra thì việc mà sử dụng tiêu cự nó cũng ảnh hưởng đến background rất là nhiều. Mình sẽ lấy hai ví dụ nha, mình cùng quay một chủ thể ở cái cỡ cảnh như thế này đi. Chủ thể thứ nhất mình sẽ quay ống kính góc rộng thì mọi người sẽ thấy là cái background của mình rất là rộng, mặc dù là mình chỉ quay một người như thế. Còn cái thứ hai khi mà mình sử dụng góc tele ấy, thì mình vẫn cỡ cảnh, vẫn người như vậy, nhưng mà cái background nó được nén hơn rất là nhiều và cảm giác cái background nó trở nên gần chủ thể của mình hơn rất là nhiều. Thì cái việc mà mọi người lựa chọn là cái tiêu cự nào ấy, nó sẽ phụ thuộc vào việc là mọi người muốn bố trí cái bố cục của chúng ta như thế nào, background nó to hay nó gần. Nếu giả sử nơi đó là một cái nơi mà nó quá nhiều rác đi, thì thường thì mình hay quay tele để làm sao background của mình đằng sau nó được nén lại và nó trở nên gọn gàng hơn. Còn nếu mà bối cảnh đằng sau mình là một cái khung cảnh rất là hùng vĩ, rất là rộng, rất là đẹp, thì đôi khi mình hay thích là sử dụng những ống kính góc rộng hơn thì nó sẽ mô tả sự hùng vĩ nhiều hơn. Để thực sự hiểu được tiêu cự ống kính thì ngoài cái video này ra, mọi người sẽ phải cầm len, mọi người đi trải nghiệm rất là nhiều để chúng ta thử xem mỗi một trường hợp thì cái tiêu cự nào nó sẽ là đẹp nhất. Cái lỗi số 5 đó là âm thanh tệ. Nãy giờ mọi người thấy là âm thanh của mình đều được thu từ con mic này, nhưng mà bây giờ khi mà mình tắt đi ấy, mọi người sẽ thấy âm thanh nó rất là vang và nghe nó rất là tệ đúng không? Bởi vì là cái khoảng cách của mình và camera nó rất là xa, khiến cho cái việc là mình thu âm thanh nó chất lượng nó kém hơn rất là nhiều. Bản chất việc thu âm thanh ấy, khi mà mọi người thu nó càng gần miệng của chúng ta, càng gần nơi phát âm ấy, thì âm thanh chúng ta sẽ càng tốt, càng trong. Với một video, với một bộ phim, chúng ta hoàn toàn có thể xem một thước phim xấu nhưng mà với âm thanh rõ ràng. Nhưng mà ngược lại, nếu mà âm thanh của mọi người dè, khó nghe, thì dù thước phim của mọi người có đẹp cỡ nào, nó cũng không thể nào giữ chân được người xem cả, bởi vì người xem cảm thấy rất khó chịu. Cá nhân mình khi mà quay thì mình hay để mic của mình cách miệng mình khoảng tầm một gang tay. Nếu mà mọi người có mic shotgun thì hãy cố gắng là để những cái mic shotgun nó càng gần miệng của chúng ta thì âm thanh nó sẽ càng trong và càng hấp dẫn. Cái lỗi cuối cùng cũng chính là cái lỗi mà mình nghĩ là quan trọng nhất, đó là chúng ta không có một câu chuyện trong video của mình. Thì trước đó mình bị mắc phải rất là nhiều. Mình làm video trong vòng vài năm liên tiếp và mình chỉ tập trung làm sao có hình ảnh đẹp này, có những hiệu ứng truyền cảnh bắt mắt, hấp dẫn. Nhưng mà mình không để ý một chút nào đến cái việc là video của mình có câu chuyện hay không. Và mình nhận ra một điều, đó là nếu video mình đẹp và nó có những hiệu ứng truyền cảnh hấp dẫn ấy, thì chỉ thu hút được những người làm phim thôi.
mà không bao giờ nó thể thu hút được phần đa tất cả mọi người, tất cả khán giả xem video được. Còn nếu một video của bạn có một câu chuyện hay thì dù hình ảnh của nó chưa đẹp đi nữa, chắc chắn cái sức ảnh hưởng của nó sẽ rộng lớn hơn rất là nhiều. Với quan điểm của mình thì chúng ta làm video, chúng ta làm ra những thước phim thì phải có người xem, chứ chúng ta không bao giờ chỉ làm video để mình xem một mình, đúng không? Hãy tập trung kể những câu chuyện làm sao để tiếp cận được nhiều người xem nhất, nhiều người nghe nhất, chứ đừng chỉ thỏa mãn những cái tôi của cá nhân mình. Để mà kể câu chuyện làm sao cho hấp dẫn thì mình nghĩ là chắc chắn mình sẽ phải làm riêng một cái video về nghệ thuật kể chuyện và những cái cấu trúc kể chuyện, làm sao cho video mình trở nên hấp dẫn. Cái này mọi người hãy đón xem ở 2 phút thứ hai tiếp theo nhé. Mình sẽ làm tập trung về chủ đề này. Hy vọng là video này hữu ích đối với mọi người. Và nếu mà mọi người muốn học nhiều hơn những kiến thức nữa thì mình có một cái chuỗi 6 video miễn phí về thay đổi tư duy mọi người, cách chỉnh màu, thì mọi người có thể đăng ký đường link ở phía bên dưới để nhận video hàng ngày nhé. Và đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe, để mình sẽ hẹn mọi người trong 2 phút thứ hai tiếp theo. Peace.